Chào mừng tất cả các bạn đến với channel YouTube Tô Màu này của mình. Bức tranh ngày hôm nay mà chúng ta sẽ thực hiện tô màu là về một củ su hào nhá. Và củ su hào này thì vừa được nhổ lên khỏi mặt đất, rất là đẹp. Hãy cùng theo dõi quá trình mà mình tô màu cho bức tranh về củ su hào này. Mình sẽ tô màu tím cho phần thân của củ su hào này trước. Nhảy đi lấy nước chục lần thế này tốn bao nhiêu thời gian. Chào tất cả các bạn lại trở lại với channel Tô Cảnh Trang trên YouTube của mình. Và bức tranh ngày hôm nay mình muốn tô màu cho các bạn xem là một cây cải không công. Và chúng ta cùng nhau đi phần thân thì mình sẽ tô hoàn toàn là màu tím nhá. Với cái cải thủ công này thì với các cái đường phân thì mình sẽ sử dụng một cái giá đậm tương màu. Phần lá phía trên thì mình sẽ sử dụng cái chì màu xanh này để tô màu cho những chiếc lá này nhé. Những cái lá bên này thì cũng sẽ tô màu xanh luôn. Thế con em của em nó làm xong rồi chị? Xong rồi à? Nó thấy im lặng. Thêm một ít màu cam nha các bạn. Em ủng hộ cho. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh non này để tô màu cho cái phần vượt mông phía trong này. Cái lá của hôm nay này. Một cái thùng công.
Và bức tranh về củ su hào này đã được mình hoàn thành và tô màu xong rồi nhá các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy ấn like, ấn chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.